bộ mặt và bản chất phản động của Ifer Herre, thành viên nhóm Người Thượng Vì Công Lý ở Thái Lan. Ifer Herre, sinh năm 1979, người gốc buôn e Khít, xã e Bốc, huyện Cư Cun, hiện là thành viên cốt cán của nhóm Người Thượng Đứng Lên Vì Công Lý, viết tắt MSSG, một nhóm phản động sử dụng vỏ bọc mỹ miều với luận điệu đấu tranh cho công lý cho tự do tôn giáo của người thượng ở Tây Nguyên. Nhưng đằng sau hắn và nhóm MSFG lại lộ rõ bản chất phản động và ý đồ chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, cổ suý kích động cho tư tưởng ly khai, tự trị, đòi lập nhà nước riêng ở Tây Nguyên. Bản thân Ifer đã từng tham gia hoạt động Funro, nhận sự chỉ đạo của số đối tượng Funro lưu vong ở nước ngoài đang hoạt động tuyên truyền, phát triển lực lượng trong nước lôi kéo kích động bà con tại các buôn làng huyện Cư Cun và huyện Krong Anna tham gia biểu tình, bạo loạn. Đòi yêu sách thành lập tiên lành Dega, nhà nước Dega tại Tây Nguyên. Y Phơ còn là phân tử tích cực tham gia vụ biểu tình ngày 10 tháng 4 và tổ chức trốn ra nước ngoài. Ngày 31 tháng 7 năm 2004 bị bắt và bị kết án 13 năm 9 tháng tù giam về tội phá hoại chính sách đoàn kết và hủy hoại tài sản. Sau khi chấp hành xong án hình phạt tù, Iferhere vẫn ngoan cố, không từ bỏ tư tưởng ly khai chống đối. Năm 2017, bị đối tượng Ipambea tuyên truyền, móc nối, lôi kéo hoạt động phun rô. Mặc dù đã được đưa ra kiểm điểm trước dân làng, nhưng Iferhere vẫn ảo tưởng không từ bỏ hoạt động. Năm 2019, vượt biên sang Thái để tiếp tục chống phá tìm kiếm sự giúp đỡ của các thế lực thù địch và phun rô để được đi Mỹ tị nạn chính trị. Tại Thái Lan, Yifer cùng với Yquing Brap, Y Aron Eban được tổ chức Ủy ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS và các tổ chức phản động phun rô lưu vong như Tổ chức Nhân quyền Người Thượng MHRO, Hội Người Thượng Tị Nạn MRO do Roland Ngon Amacham cầm đầu hiện đang tự xưng là Tổng thống Dega ở Mỹ, tổ chức phản động đội lốt tôn giáo, tin lành đấng Chris, CHPC, hậu thuẫn đã tích cực hoạt động tuyên truyền lôi kéo bà con, nhất là số đối tượng đã có lịch sử hoạt động Furo, tham gia biểu tình bạo loạn để đưa họ vào tập huấn, các lớp có tên gọi học luật nhân quyền, luật tôn giáo để lừa bịp tạo niềm tin nhưng trong đó, chúng lồng ghép những nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, nhà nước về dân tộc tự do tôn giáo. Vụ cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, bóp nghẹt không cho tôn giáo phát triển trong vùng dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên. Ngoài ra, Ife Herre cùng nhóm MSFG không bỏ sót bất cứ vụ việc phức tạp nào phát sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên để thổi phồng bóp méo bản chất và liên tục đăng tải những thông tin xuyên tạc về đường lối chính sách của Đảng nhà nước đối với các dân tộc thiểu số. Với tham vọng quyền lực bản thân làm lãnh đạo, Ifer Hurre đã tự phong cho mình chức vụ tỉnh trưởng tỉnh Đắk Lắk để thỏa mãn và thực hiện mưu đồ của phản động Furro bên ngoài. Qua đây, ta có thể thấy được bản chất âm mưu, ý đồ thâm độc của các đối tượng Furro lưu vong ở nước ngoài, nhất là số đối tượng đang xin tị nạn tại Thái Lan, trong đó nhóm MSFG và số đối tượng trong tổ chức tin lành Đấng Trích Tây Nguyên. Chúng luôn gieo giao, chính quyền đàn áp tôn giáo, phân biệt đối xử các dân tộc thiểu số. Từ đó tuyên truyền lôi kéo một số thành phần bất mãn, có tư tưởng thù hận chế độ, cùng tham gia vào các hoạt động gây dối an ninh trật tự, lợi dụng dân chủ, tự do, nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo để xâm phạm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức nhà nước. Vì vậy, người dân các buôn làng cần cảnh giác trước những lời dụ dỗ lôi kéo của các đối tượng phản động, nhất là đối tượng phản động Iferhere, để bản thân mình và gia đình thấy được âm mưu phá hoại của chúng, tránh được sự dụ dỗ lôi kéo của các đối tượng phản động. Đây là cách mà chúng ta bảo vệ bản thân và gia đình không vướng vào những hành vi vi phạm pháp luật.